chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì cũng đã một tuần trôi qua rồi các anh chị, kho xe bên Tuyền thì có sự thay đổi rất là nhiều luôn. Nếu mà các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tuyền thì sẽ biết là xe bên Tuyền về liên tục và bán ra thì cũng rất là nhanh ha. Cho nên nếu mà các anh chị nào mà có đã theo dõi bên kênh của Tuyền rồi nè, đã thích một chiếc xe nào đó rồi thì mình nhanh tay mình sở hữu ngay ha các anh chị ha. Vì xe cũ không giống như xe mới các anh chị, xe cũ là mỗi loại nó chỉ có một chiếc thôi. Thì nếu mà mình bỏ lỡ chiếc này thì mình phải mất thời gian tìm chiếc khác nữa các anh chị ha. Thì hôm nay nữa thôi thì còn khoảng nửa tháng nữa là chúng ta bước sang năm 2022 rồi, và khoảng một tháng rưỡi nữa thôi là chúng ta đã bước sang Tết Tây các anh chị ha. Thì cho nên là các anh chị nào mà mình đã có ý định mua xe trong năm nay rồi thì mình nên mua xe ở thời điểm này luôn các anh chị, vì hiện tại là đang có rất là nhiều xe cho các anh chị nhà mình lựa chọn luôn. Thứ hai nữa là về cái việc sang tên các anh chị, thì theo Tuyền được biết á, thì một số tỉnh miền Tây của mình nè, cũng như một số tỉnh ở xa xa một tí xíu á, thì cũng đã đang bùng dịch, và có một số công an thì của một tỉnh, một số tỉnh ha, thì cũng đã ngừng làm việc rồi, như là Bình Thuận nè, như Tuyền biết là Bình Thuận đó, rồi ở dưới Cần Thơ đó thì công an cũng đã đang ngừng hoạt động các anh chị, cho nên là cái việc rút hồ sơ của mình nó cũng bị chậm trễ ha. Cho nên là nếu mà các anh chị nào mà mình mua xe thì mình mua ở thời điểm này đi, để cái việc sang tên nó sẽ thư thả hơn một tí xíu, chứ nhiều khi mà mình mua cận tên quá mà ngay thời điểm đó mình lại chưa rút hồ sơ kịp nè, thì chưa sang tên kịp thì Tết các anh chị đi nó cũng sẽ không có kịp ha. Đó, cho nên là các anh chị nào mà mình đã có ý định mua xe rồi thì mình mua luôn ở thời điểm này đi, để cái việc sang tên của mình cho nó thư thả, rồi xong tới Tết mình đi cho nó thoải mái các anh chị ha. Rồi thì hôm nay Tiền xe bên Tiền cũng về thêm một số xe như là CX số tự động 2019 nè, rồi về thêm Isuzu MOX máy dầu số sàn 2020 các anh chị, và bên Tiền đang chuẩn bị về thêm Fortuner máy dầu số sàn 2019 nữa, và một số cái dòng xe khác nữa ha. Thì hôm nay Tiền sẽ cập nhật lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe đang có mặt sẵn tại bên Tiền, cũng như những cái chiếc xe mà đã bán rồi á, để cho các anh chị nhà mình dễ tham khảo và lựa chọn hơn ha. Thì bắt đầu chắc mình sẽ đi vào dãy bên đây trước đi ha các anh chị ha. Thường thường là đi từ trên xuống, nhưng mà thôi hôm nay sẽ đi từ dưới lên đi. Rồi, chiếc này ha các anh chị ha, mở đầu video ngày hôm nay là một chiếc xe 5 chỗ của Mitsubishi các anh chị, nhỏ gọn giá mềm ha. Thì đây là chiếc Mirai số tự động đời 2019 nha. Chiếc này mới đi có 32.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 359 triệu. Bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe ha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ biển Sài Gòn nha các chị nha. Có dán phim cho mình rồi nè. Nước sơn thì thấy cũng rất là mới, rất là liền lạc á, không có bị trầy xước gì hết. Năm vỏ còn là năm vỏ zin theo xe nha. Ghế nỉ nguyên zin, trần nguyên bản ha. Sàn simili nè. Xe thì có đầu CD nguyên zin các anh chị. Tuy nhiên thì chưa có lắp màn hình ha. Các anh chị nào mà mình thích thì mình về mình trang bị thêm nha. Vì đây là video tổng hợp á, cho nên là Tiền sẽ không có đi vào chi tiết xe nhiều nha, Tiền chỉ đi tổng thể về cái xe thôi. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới từng chiếc xe nào đó bên Tiền thì cứ nhắn tin qua Zalo cho Tiền đi, Tiền sẽ gửi cho các anh chị một cái video chi tiết xe để các anh chị nhà mình xem cho nó dễ ha. Số điện thoại trên màn hình là Tiền xài Zalo luôn ha các anh chị ha. Rồi, mình qua chiếc kế bên ha. Chiếc này là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của Ford các anh chị, EcoSport phiên bản Titanium đời 2015. Chiếc này thì đi cũng khoảng 50.000, 60.000 gì đó. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 435 triệu. Tiền mời các anh chị cùng Tiền nhìn sơ nha. Xe này thì biển tỉnh các anh chị ha, nhưng mà gốc là gốc Sài Gòn nha. Nên là các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình vẫn tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nè. Có dán phim, có bệ bước các anh chị, ghế thì ghế da nguyên zin, có màn hình ốp trần hàng ghế phía sau nè, trần nguyên bản có cửa sổ trời, sàn thì sàn simili có táp đi sàn ở trên ha các anh chị ha. Anh chủ có trang bị cho mình một cái màn hình rồi nè các anh chị. Nước sơn thì Tiền thấy cũng rất là liền lạc, không có bị trầy xước gì hết á. Tuy nhiên thì một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin, còn mới 100% ha, trầy xước hay là giảm tốt ở một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết ha các anh chị ha. Rồi, chắc mình sẽ đi vào chiếc cuối cùng trong đây luôn đi ha các anh chị ha. Mình đi từ dưới đây mình đi lên đi.
Xe Minh Tiền thì đời từ 2016, 2017 trở lên thì Tiền có thể hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng nha. Mình vay được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nha. Nếu như mà các anh chị cần tư vấn thêm về cái thủ tục ngân hàng á, lãi suất bao nhiêu, hàng tháng đóng thế nào nè, trả trước bao nhiêu thì cứ liên hệ với Tiền, thì Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn ha. Và các anh chị cần chuẩn bị giấy tờ thì chỉ cần chứng minh hộ khẩu cho Tiền là được rồi. Sau này ngân hàng sẽ cần các anh chị bổ sung thêm là giấy đăng ký kết hôn hoặc là giấy xác nhận độc thân nữa là được ha các anh chị ha. Rồi, chiếc này là một chiếc xe 7 chỗ của Toyota, các anh chị phải nói là 7 chỗ quốc dân đó. Innova phiên bản 2.0G số tự động đời 2017 nha. Chiếc này mới đi có 27.000 km thôi, đi cực kỳ ít, 2017 mà mới đi có 27.000 thôi. Xe này là xe gia đình một chủ từ đầu tới nay ha. Đi 27.000 bên thì đang bán với giá là 598 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này biển Sài Gòn ha các anh chị ha. Biển Sài Gòn luôn, 53695 nè. Màu này là màu đồng ánh kim các anh chị ha, có dán phim, có viền che mưa, có chén cửa nha. Năm vỏ còn là năm vỏ xin theo xe hết. Ghế thì ghế da với tông màu đen và tông màu nâu. Trần đã được bọc trần, có đèn led nữa nè các anh chị. Sàn thì sàn simili, có táp bi sàn nữa ha. Có màn hình cho mình nè. Đấy, xe này thì thấy mua về là sử dụng ngay thôi chứ không cần phải trang bị thêm gì hết á các anh chị. Thì thấy là trang bị khá là đầy đủ rồi đó. Đó, nếu mà các anh chị nào mình thích chiếc này thì nhanh tay sở hữu nha. Xe này nếu mà nói về pháp lý thì đứng tên là đứng tên công ty, do anh chủ là đứng tên công ty để khấu trừ thuế này kia, chứ còn gia đình sử dụng các anh chị. Rồi, chiếc này nha, một chiếc xe bán tải của Nissan, phải nói là bên tiền về rất là nhiều luôn á. Dòng này thì giá nó cũng vừa phải chứ, cho nên là được các anh chị lựa chọn rất là nhiều. Navara phiên bản L số tự động một cầu đời 2018 nha. Đi khoảng thì không nhớ odo tầm khoảng bao nhiêu nữa, tí nữa xe đồng hồ nha. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 525 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu xanh dương các anh chị ha. Màu xanh dương, màu xanh rất là đẹp. Anh chủ có lên cho mình một cái nắp thùng cao. Một cái nắp thùng cao ha. Ghế thì ghế nỉ nguyên zin. Anh chủ có trang bị cho mình mấy cái tấm 5D á các anh chị, để mà mình không có làm dơ cái phần ghế nỉ nguyên zin ha. Để tiền xem cho các anh chị odo luôn. Xe này đi 57.000 nha các anh chị nha. Xe này đi 57.000 km, có trang bị cho mình màn hình nè. Trần thì trần nguyên bản, sàn thì sàn simili, có táp bi sàn ha. Đấy. Bữa giờ các anh chị nào mà đang còn về mua một chiếc xe bán tải đời cao cao tí xíu để vay ngân hàng được nè, giá thì lanh hoanh 500 triệu thì không thể bỏ qua chiếc xe này nha. Rồi, chiếc này một chiếc xe 5 chỗ nằm trong phân khúc sedan C của Kia các anh chị. Cerato phiên bản 1.6 số sàn đời 2018 nha. Chiếc này đi khoảng 50.000 km rồi, bên tiền đang bán với giá là 445 triệu ha các anh chị nhìn sơ nha. Giá đây tiền báo thì còn bớt cho các anh chị tí lọc, còn thương lượng cho các anh chị nào thiện chí mua xe nhanh gọn lẹ nha. Xe này thì anh chủ có lên cho mình camera hành trình trước sau nè, dán phim, viền che mưa. Nội thất mở cửa ra là nghe mùi thơm luôn các anh chị. Ghế da, chất da còn rất là căng, rất là mới luôn. Sàn nguyên bản, trần thì trần nguyên bản, sàn thì sàn 5D các anh chị, tiền nói nhầm ha. Đấy. Tiền nhắc lại nha, xe này bên tiền đang bán với giá là 445 triệu ha các anh chị ha. Nói chung giá đây tiền báo thì đều có bớt cho các anh chị tí lọc khi mà đến xem xe trực tiếp á. Còn các anh chị nào mà mua xe mà trả giá là 40-50 triệu, 50-60 triệu thì nó thẳng luôn là bên tiền không có bớt cho các anh chị nhiều đến như vậy nha. Vì bên tiền là công ty nên là cũng có khung giá rõ ràng, chứ không phải là muốn bán bao nhiêu thì bán. Các anh chị cũng đã cân nhắc giá thị trường xe mới nè, thị trường xe cũ rồi thì mới đưa ra cho các anh chị giá như vậy, cho nên là các anh chị mua xe các anh chị không có sợ lầm đâu, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và bên tiền bán xe thì có bảo hành cho mình nữa, bảo hành cho mình 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa. Rồi cam kết với các anh chị trên văn bản luôn, cam kết với mình là không đâm đụng, không ngập nước nè, không đậy tủ động cơ, hộp số, bao test hãng cho các anh chị ha. Trên hợp đồng thì sẽ ghi rõ là cam kết những gì đó, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha, chứ không phải là bán xe xong rồi là thôi ha các anh chị ha. Rồi bên đây là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của Hyundai các anh chị, Hyundai Tucson phiên bản 2.0 bản full 2 cầu đời 2011 ha. Chiếc này thì đi khoảng 108.000 km rồi, bên tiền đang bán với giá là 448 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu xám các anh chị ha, có dán phim bể bước rồi nè. Xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ha các anh chị ha, cực kỳ đầm chắc luôn.
chạy cực kỳ sướng ha các anh chị ha. Ghế thì anh chủ bọc lại ghế da nè, trần nguyên bản có cửa sổ trời. Sàn thì sàn simili, rồi anh chủ trải cho mình hai ba lớp tắp bi sàn phía trên nữa các anh chị. Đấy, có màn hình cho mình nữa ha. Xe này thì thấy trang bị khá là đầy đủ rồi đó. Rồi, rồi mình qua chiếc kế tiếp ha. Thì bên đây là một chiếc xe 5 chỗ nữa các anh chị, nhưng mà của Ford ha, EcoSport phiên bản Titanium đời 2019. Chiếc này mới đi khoảng 44.000 km thôi, bên tiền đang bán với giá là 545 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu cam đất rất là đẹp ha, mang biển số Sài Gòn nè, 81124 các anh chị. Có dán phim, có viền che mưa, chén cửa bệ bước ha các anh chị ha. Có cảm biến áp suất lốp nè. Trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời, sàn 5D, ghế da nguyên zin, màn hình zin theo xe các anh chị ha. Đấy, các anh chị nào mà thích chiếc này thì mình nhanh tay mình sở hữu nha. Màu này rất là đẹp luôn, chứ thì đậu ở phía trước này á, cho nên là rất là bụi, chứ mà rửa ra thì cái màu cực kỳ xinh luôn á. Tại vì bên đây là quốc lộ các anh chị, nên để một bụi hay là bụi rất là nhiều luôn á. Rồi mình qua bắt đầu từ giải bên đây ha các anh chị ha. Bên đây là một chiếc xe 7 chỗ cũng rất là hot của Kia đó nè, Sorento máy dầu bản full đời 2019 nha. Chiếc này bên tiền đang bán với giá là 818 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Bây giờ các anh chị nào mà đang cần tìm mua một chiếc xe 7 chỗ số tự động máy dầu, đấy thì không thể bỏ qua chiếc xe này ha. Xe này các anh chị nhà mình thấy biển vàng đúng không ạ? Nhưng mà xe này xe gia đình ha, không có đăng ký kinh doanh đâu các anh chị, đăng ký là đăng ký thuê vậy thôi, chứ không ai mua chiếc xe cả tỷ bạc mà về chạy kinh doanh hết các anh chị. Kinh phí thu lại không có không nổi ha. Xe này thì có dán phim, viền che mưa nè, sàn simili, trần nguyên bản, có cửa sổ trời toàn cảnh ha. Rồi ghế da, màn hình xe này thì có rất là nhiều option luôn. Thì nếu mà các anh chị nào mà có quan tâm thêm về thông số kỹ thuật của xe này thì mình xem thêm ở phần xe mới giúp tiền nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp ra phía sau ha. Thì nhắc lại nha, xe bên tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Rồi, chiếc này Kia K3 ở phiên bản 2.0 số tự động đời 2014 ha, mới đi có 68.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 428 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này biển Sài Gòn các anh chị ha. Được sở hữu nước sơn là màu vàng ghi. Đó, có cửa sổ trời cho mình nè, có dán phim các anh chị ha. Một chiếc xe nằm trong phân khúc sedan C cực kỳ rộng rãi. Đợi tiền tí xíu, tiền tìm chìa khóa, tiền mở khóa cho các anh chị nhà mình xem nha. Phan, tiền bấm lộn rồi. Rồi, ghế thì ghế da nguyên zin từ 2014 tới nay, nhưng mà chất da còn rất là mới các anh chị. Trần nguyên bản, có cửa sổ trời, sàn nguyên bản, có tắp bi sàn ở trên ha. Anh chủ lên cho mình một cái màn hình rất là xịn sò. Đấy, máy 2.0 ha, cực kỳ mạnh mẽ. Rồi, các anh chị nào mà thích chiếc này thì liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới nha. Rồi mình đi tiếp ha các anh chị ha. Dưới này là một chiếc xe 7 chỗ giá mềm của Suzuki nè các anh chị. Etiga số tự động đời 2019 nha. Chiếc này đi khoảng 35.000 km rồi, full lịch sử hãng luôn. Bên tiền đang bán với giá là 459 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này nếu mà các anh chị có theo dõi bên kênh của tiền thì sẽ biết là cái dòng này bên tiền về rất là nhiều, về đủ màu luôn và bán đi cũng rất là nhanh ha. Hôm trước tiền về trắng nè, mấy chiếc trắng luôn các anh chị, rồi về thêm một chiếc màu đen. Rồi số sàn dòng này tiền cũng có nữa, mà hiện tại bên tiền bán hết rồi. Hiện tại Etiga thì còn có một chiếc này thôi, cho nên là nếu mà các anh chị nào mình ưng thì mình tranh thủ mình sở hữu ngay nha. Dòng này thì phải nó cực kỳ hot. Anh chủ bọc lại cho mình ghế da rồi nè, sàn 5D, trần 5D các anh chị. Đấy, mà full là sửa hãng luôn nha. Rồi, xe này thì biển số là 60 Đồng Nai ha. Bên tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình là rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc ha, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Nếu mà các anh chị nào mình ở tỉnh á, mình thích chiếc xe nào bên tiền quá rồi mà mình chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được nè, hoặc là sợ lên Sài Gòn về rồi bị cách ly á,
thì có thể là xem qua một cái video chi tiết xe bên Tiền đi, sau đó chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tiền tầm khoảng 20 triệu thôi. Tiền sẽ vận chuyển cái xe này về tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe ha. Nếu mà đúng với những gì bên Tiền cam kết này, đúng với những gì bên Tiền làm video thì khi đó mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại nha. Và Tiền sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình là ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại gần nhà các anh chị luôn. Cho nên là các anh chị không có mất thời gian đi lại, nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Còn trường hợp xe về tới nơi đi tới hãng có đâm đụng, có ngập nước, động cơ hộp số không còn nguyên zin nữa thì bên Tiền sẽ hoàn trả lại cọc cho các anh chị 100% và cho xe về. Đó, cho nên là các anh chị không có mất mát gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm ha. Nói trả cọc ở đây là nói để cho các anh chị nhà mình yên tâm thôi, chứ xe bên Tiền giao đi á, 100% giao đi, chưa có xe nào trả về hết nha. Cho nên là các anh chị cứ tự tin ha. Rồi, mình đi tiếp ha các anh chị ha. Nếu mà các anh chị nào mà đã từng mua xe tại Phách Ca rồi, từng mua xe bên Tiền rồi nè, mua trực tiếp cũng như là mua online luôn, thì cho Tiền xin một cái comment, để lại comment bên dưới giúp Tiền đi, để những mà các anh chị mà chưa mua nè hoặc là đang chuẩn bị mua bên Tiền á, thì sẽ cảm thấy tự tin hơn khi mà mua xe online bên Tiền ha. Rồi mình đi tiếp nha. Thì đây là một chiếc xe, thêm một chiếc xe 7 chỗ nữa của Suzuki các anh chị, XL7 số tự động đời 2020 nha, đi 35.000 km thôi. Bên Tiền đang bán với giá là 540 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng ha, biển 67 là An Giang các anh chị. Đấy. Có dán phim, có viền che mưa nè. Ghế thì anh chủ bọc lại cho mình ghế da rồi, rất là đẹp ha. Còn nguyên bản của nó là ghế da pha nỉ các anh chị. Trần thì bọc ni lông, sàn thì sàn simili ha. Có màn hình zin theo xe. Xe này Tiền thấy những cái trang bị cơ bản thì khá là đầy đủ rồi đó các anh chị. Có nhiều anh chị thì cũng hay comment, cũng hay gọi cho Tiền nói là tìm cho anh một chiếc xe giống như vậy, nhưng mà biển Sài Gòn đi, tại anh ở Sài Gòn nên nếu mà mua biển tỉnh về thì phải tốn 20 triệu tiền biển số. Nhưng mà các anh chị nếu mà đã lựa xe thì quan trọng là chất xe thôi, quan trọng là chiếc xe mà các anh chị ưng ý thôi, chứ đừng lựa biển số các anh chị. Tại vì bên Tiền cũng đã cân đối giữa một chiếc xe biển tỉnh và một chiếc xe biển Sài Gòn nó như thế nào rồi, cho nên là chung quy cộng lại khi mà mình sang tên thì nó cũng giống như nhau thôi, nên là các anh chị đừng quan trọng quá về cái vấn đề biển số nha. Rồi mình đi tiếp ha. Dưới đây là một chiếc xe 5 chỗ máy dầu của Hyundai các anh chị, Creta ha. Máy dầu số tự động đời 2015, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ ha các anh chị ha. Chiếc này đi khoảng 68.000 km thôi. Bên Tiền đang bán với giá là 628 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này thì biển Sài Gòn ha các anh chị ha. Biển Sài Gòn nè. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu này là màu nâu nâu cam cam các anh chị. Nâu nâu cam cam nhé. Có dán phim bệ bước nè. Ghế thì ghế da, trần nguyên bản, sàn nguyên bản ha. Anh chủ có lên cho mình một cái màn hình rất là xịn sò nè, camera hành trình nữa các anh chị. Đấy. Xe, mấy cái xe này là Tiền có quay một cái video chi tiết xe riêng hết rồi á, nên là nếu mà các anh chị có quan tâm thì cứ inbox qua Zalo cho Tiền đi, thì sẽ gửi cho các anh chị một cái video chi tiết xe để các anh chị nhà mình xem cho nó dễ nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi ra phía sau để xem còn những xe nào nữa có sẵn bên Tiền nha. Mình đi tiếp ha các anh chị ha. Rồi. Bắt đầu từ đây đi qua luôn các anh chị. Rồi đây nha. Một chiếc xe nằm trong phân khúc sedan B của Mazda các anh chị. Xe này là xe công vụ bên Tiền, nhưng nếu mà các anh chị nào mình thích chiếc này thì bên Tiền sẽ hỗ trợ các anh chị, nhường lại cho các anh chị luôn nha. Thì chiếc này là Mazda 2 phiên bản Deluxe số tự động đời 2019 nha. Đi khoảng 31-32.000 km rồi, bên Tiền đang bán với giá là 430 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu xanh dương, biển tỉnh ha, 69 là Cà Mau các anh chị. Xe này thì có dán phim rồi nè, ghế thì ghế nỉ nguyên zin ha. Nước sơn màu xanh nhưng mà Tiền thấy nó có nhũ nhũ các anh chị, rất là đẹp luôn á. Trần 5D, sàn simili các anh chị. Tuy nhiên thì chưa có màn hình nha, chỉ có một cái đầu CD zin theo xe thôi. 5 vỏ còn là 5 vỏ zin theo xe nha. Đó, nếu mà các anh chị nào mà thích cái dòng này thì cứ liên hệ Tiền nha, Tiền sẽ hỗ trợ cho các anh chị ha. Rồi, mình đi tiếp ha các anh chị ha. Bên đây luôn đi. Đây là một chiếc xe 7 chỗ của Chevrolet các anh chị, Captiva, phiên bản LTZ số tự động đời 2016 nha. Chiếc này thì đi khoảng 50.000 á, 50.000, bên Tiền đang bán với giá là 535 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu bạc ha, có cảm biến trước, cảm biến sau nè. Có dán phim, viền che mưa, bệ bước ha, những cái trang bị cơ bản thì đã có nè. Dòng xe này thì nếu mà các anh chị nào mà đã thích rồi thì cực kỳ thích chiếc này luôn. Chạy cực kỳ sướng ha.
lại có nhiều tính năng nữa, rất là nhiều tính năng an toàn luôn. Ghế da nguyên zin từ 2016 tới nay nha. Trần đã được bọc trần có cửa sổ trời, sàn thì sàn simili có tách bi sàn ở trên ha, có màn hình cho mình nữa nè các anh chị. Đó. Xe này thì tiền vẫn còn có thể là hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng ha, nhưng mà mình vay được ít thôi, tầm khoảng 55-60% thôi các anh chị. Rồi, nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì liên hệ tiền nha. Chiếc này Mazda 6 tiền đang làm ngân hàng cho khách ha. Rồi, chiếc này bên tiền mới về nãy thì có nói với mọi người nè. Isuzu MUX máy dầu số sàn đời 2020 các anh chị. Xe này thì tiền chưa có thông tin, chưa có giá luôn, do xe mới về tiền chưa có giá, cho nên là nếu mà các anh chị nào mà mình thích chiếc này á thì cứ liên hệ tiền đi, tiền sẽ báo giá cho các anh chị nha. Bây giờ tiền mời mọi người cùng tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe ha. Xe rất là mới, đời 2020. Tiền thấy trên cà vẹt đăng ký lần đầu là tháng 9 năm 2020 được đó các anh chị. Có dán phim, có viền che mưa, bệ bước, chén cửa ha. Trang bị cũng khá là đầy đủ nè. Ghế này các anh chị nhìn chất ghế rất là mới, rất là đẹp luôn. Sàn thì sàn 5D, bọc trần cho mình rồi ha. Anh chủ có lên cho mình một cái màn hình Android rất là xịn sò rồi nè. Camera hành trình nữa ha. Đó thì thấy xe này trang bị khá là nhiều đó. Có cảm biến áp suất lốp luôn. Đó nên là nếu mà các anh chị nào mà mình thích chiếc này rồi thì nhanh tay liên hệ về nha, thì sẽ báo giá cho các anh chị và nhận cọc cho các anh chị sớm để giữ xe ha. Rồi mình đi tiếp ha các anh chị nha. Đi qua chiếc này đi rồi mình đi xuống giải bên đây luôn ha. Chiếc này bên tiền cũng mới về nè. CS bản 1.4 số tự động đời 2019 nha. Chiếc này bên tiền đang bán với giá là 398 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này thì đi tầm khoảng 46.000 km đó các anh chị. Nước sơn màu bạc ha, rất là mới nè. Có dán phim, có viền che mưa, chén cửa nha. Hai vỏ trước thì anh chủ đã lên cho mình hai cái vỏ 2021 rồi, mới vừa thay. Còn hai vỏ sau thì vỏ zin theo xe các anh chị. Ghế da nguyên zin, trần 5D, sàn simili ha. Anh chủ lên cho mình một cái màn hình OLED rất là xịn sò rồi nè. Đó rồi, rất là đẹp. Một chiếc xe 5 chỗ giá mềm mềm đời cao. Xe này là nhập Thái luôn ha các anh chị ha, nhập Thái luôn. Đó, nếu mà các anh chị nào bữa giờ đang cần tiền cái dòng này thì nhanh tay liên hệ tiền nha. Vì cái dòng này là bên tiền lâu lâu mới về được một xe, các anh chị mà về thì bán rất là nhanh luôn, nên là không có xe tồn. Các anh chị thấy các anh chị nhà mình tiền cũng rất là nhiều á. Rồi. Bên cạnh tiền đây là hai chiếc xe quốc dân của Toyota nữa các anh chị, Innova ha. Thì chiếc này Innova số sàn đời 2016 nè. Đi khoảng 68-65.000 km gì đó. Bên tiền đang bán với giá là 465 triệu ha. Còn chiếc này cũng số sàn đời 2017. Đi tầm khoảng 68.000 rồi, 68.000 á. Bên tiền đang bán với giá là 488 triệu các anh chị ha. Bây giờ nhìn sơ chiếc 2016 trước đi nhé. Chiếc 2016 thì màu đồng ánh kim, biển số Sài Gòn nè. Có dán phim, có viền che mưa nha. Ghế thì ghế nỉ nguyên zin. Trần đã được bọc rồi, sàn thì sàn simili. Đó, có một cái màn hình zin theo xe cho mình. Rồi, các anh chị nhìn sơ nha. Đấy. Rồi mình qua chiếc 2017 luôn ha. Chiếc 2017 này thì biển tĩnh các anh chị, màu thì màu bạc nha. Có dán phim nè, cũng có viền che mưa, chén cửa, nói chung những cái trang bị cơ bản thì đã có rồi các anh chị. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 4 năm 2023 ha. Nhưng mà xe này thì anh chủ đã lên cho mình một bộ ghế da rồi nè. Trần cũng được bọc luôn. Sàn simili nha. Cũng có màn hình zin theo xe, một cái camera hành trình nữa các anh chị. Đấy. Cũng lên hoanh 400 mấy triệu các anh chị. Chiếc thì 488 đời 2017 lên cũng lên một bộ ghế da, nói chung là lên option cũng hơi nhiều xíu. Rồi chiếc này thì 2016 ha, tương tự giá là 465 triệu nha. Rồi bây giờ mình đi tiếp ra phía sau ha. Các anh chị nào mà thích một trong hai chiếc này thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới nha. Hai chiếc này thì tiền đều có thể hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng được luôn ha. Thì cần tư vấn thêm về cái thủ tục ngân hàng thì cứ liên hệ tiền, tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi chiếc này một chiếc xe 5 chỗ nằm trong phân khúc sedan B của Nissan các anh chị, dòng này cũng rất là hiếm nè. Sunny
phiên bản XT số tự động đời 2019 nha. Chiếc này bên Tiền đang bán với giá là 388 triệu các anh chị nhìn sơ ha. Xe này thì được sở hữu nước sơn là màu trắng, là đi khoảng 58.000 km rồi. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe này thì tầm khoảng 6 lít cho tới 6 lít rưỡi các anh chị. Có dán phim viền che mưa nha. Trần đã được bọc trần cho mình nè, sàn thì sàn 5D. Có màn hình cho mình rồi các anh chị ha. Đấy, một chiếc xe 5 chỗ giá 350 cho tới 400 triệu. Thì không thể bỏ qua chiếc xe này nha. Rất là thể thao ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp xuống dưới đây nha các anh chị nha. Cái này Innova 2008 thì đã nhận cọc rồi nè. Dưới này là CS ha, CS thì cũng đang làm ngân hàng. Chiếc này thì Tiền cũng đang sang tên cho khách đó. Rồi, mình qua bên đây ha. Bán tải Mitsubishi Triton Tiền đã nhận cọc rồi ha. Chiếc này hơi to, hơi bự tí xíu, Tiền nói sơ luôn nha. Hyundai Solati ha, 16 chỗ nhưng mà đã lên limousine rồi. Lên limousine cùng 10 ghế, trong đó là có 4 ghế massage ha các anh chị ha. Và lên rất là nhiều ống xanh limousine thì các anh chị cũng đã biết rồi ha. Đó thì chiếc này đi mới có 32.000 km thôi. Bên Tiền đang bán với giá là 898 triệu ha. Xe này thì Tiền có quay một cái video chi tiết xe riêng rồi đó. Nên là nếu mà các anh chị có quan tâm tới chiếc xe này thì cứ nhắn tin cho Tiền, Tiền sẽ gửi cho các anh chị một cái video chi tiết để các anh chị nhà mình xem cho nó dễ nha. Rồi mình đi tiếp ha các anh chị ha. Rồi thôi cho các anh chị nhìn sơ khoang nội thất phía trước thôi ha. Tại vì xe này bước lên bước xuống cực lắm chị. Cao lắm. Rồi các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ Tiền nha. Rồi bên đây đi, Hyundai Avante phiên bản 2.0 số tự động đời 2011 nha, đi 93.000 km rồi. Bên Tiền đang bán với giá là 325 triệu các anh chị nhìn sơ ha. Ở mức giá tầm khoảng 320 mấy triệu thì các anh chị chỉ mua được một chiếc xe i10 thôi. i10 nhỏ gọn thôi. Thì thay vì mình mua chiếc i10 thì mình có thể là sở hữu ngay chiếc này, đi gia đình đồ cho nó rộng rãi thoải mái các anh chị ha. Chiếc xe thì cực kỳ êm, cực kỳ đầm chắc luôn. Ghế da nguyên zin nè. Anh chủ lên cho mình một cái màn hình ZTEP rất là xịn sò rồi ha. Sàn thì sàn simili có dán phim viền che mưa. Đó, xe này thì thấy trang bị khá là đầy đủ các anh chị. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 4 năm 2022 nè. Đó, đi gia đình thì mình sở hữu ngay chiếc này đi cho nó rộng rãi, chứ còn đi i10 thì cũng hơi khá là chật hẹp đó các anh chị. Rồi, chiếc này nha. Thêm một chiếc xe 5 chỗ của Hyundai nữa các anh chị. Hyundai Accent nha. Phiên bản Blue các anh chị, 1.4 số tự động đời 2014 ha. Chiếc này thì đi khoảng 86.000 km rồi. Bên Tiền đang bán với giá là 358 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu vàng ghi các anh chị ha, hơi nâu nâu á, mang biển số Sài Gòn nha. Dán phim viền che mưa, chén cửa nè. Ở đây các anh chị thấy biển vàng nhưng mà xe này nhìn cái chất xe thì không có giống như là xe đăng ký kinh doanh các anh chị ha. Anh chủ chỉ đăng ký chạy thêm thôi, chứ còn kinh doanh thì cũng ít ai lấy màu này để chạy kinh doanh lắm các anh chị. Xe nhỏ gọn vậy thôi nhưng có cửa sổ trời nha. Anh chủ lên cho mình một cái màn hình Android luôn. Đó, rất là xịn sò nha. Rồi đi tiếp ha. Đi chiếc nào trước đây? Thôi đi chiếc này trước đi, 7 chỗ đi. Fan bên Tiền thì 7 chỗ nhiều hơn. Rồi đây là một chiếc xe 7 chỗ của Mitsubishi các anh chị. Xpander số tự động đời 2019 nha. Chiếc này thì đi khoảng 38.000 km rồi. Bên Tiền đang bán với giá là 526 triệu các anh chị nhìn sơ ha. Thì xe này màu trắng nha. Các anh chị nào bữa giờ đang cần tìm Xpander màu trắng thì không thể bỏ qua chiếc xe này nha. Có dán phim cho mình rồi nè các anh chị. Xpander thì các anh chị bên kênh của Tiền thì rất là thích cái dòng này. Nhỏ gọn ha, giá mềm đời cao nữa các anh chị. Xe này thì ghế nỉ nguyên zin nè, trần nguyên bản, sàn thì sàn nguyên bản các anh chị, có tắp đi sàn ở trên ha. Anh chủ có lên cho mình một cái camera hành trình Vietmark nữa. Đó. Hôm bữa thì có một chiếc số sàn 2019 nữa.
Thì chiếc đó thì cũng đã bán rồi, cho nên là giờ thì chỉ còn chiếc số tự động màu trắng này thôi, cực kỳ hot nha. Các anh chị nào mà thích thì nhanh tay sở hữu nha. Rồi mình qua chiếc kế bên luôn. Đây là một chiếc xe 5 chỗ, phải nói là cũng rất là hot nữa nè các anh chị. Vios phiên bản G số tự động đời 2018 nha. Chiếc này thì đi khoảng lanh hoanh 40 quá, lanh hoanh 40 ngàn á, 40-50 gì đó, đại khái thì không nhớ rõ lắm. Bên Tiền đang bán với giá là 448 triệu nha các anh chị nha. Xe được sở hữu lớp sơn là màu đen, nội thất màu kem ha. Ghế da nè, trần 5D, sàn 5D, có màn hình cho mình nha. Cực kỳ sang, cái màu này sang lắm các anh chị. Rồi, Tiền nhắc lại nha, xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha. Không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn. Đó cho nên là các anh chị nhà mình cứ test hãng thoải mái ha. Nếu mà các anh chị mình có quen thầy thợ rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái ha. Còn muốn chắc thì cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất nha. Rồi mình sẽ đi tiếp xuống dưới dãy dưới này ha các anh chị. Hai chiếc này nãy thì có nói sơ rồi nè. Rồi dưới này một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của Kia nữa các anh chị. Sportage phiên bản số tự động đời 2012 ha, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nè. Chiếc này thì bên Tiền đang bán với giá là 468 triệu các anh chị nhìn sơ nhé. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu ghi, màu nâu nâu các anh chị. Đây Tiền cũng không biết gọi là màu gì nữa. Có dán phim, có viền che mưa. Bệ bước. Ghế thì ghế da nguyên zin từ 2011 tới nay ha. Chiếc này đi 92.000 km rồi các anh chị. Trần nguyên bản, có cửa sổ trời hai khung, sàn nguyên bản, có táp bi sàn nha. Tuy nhiên thì xe này chưa có trang bị màn hình, chỉ có một cái đầu CD zin theo xe thôi. Thường thì những cái chiếc xe mà nhập khẩu á các anh chị thì cái dàn vỏ bên ngoài, dàn động bên ngoài thì cực kỳ chắc chắn và đầm chắc luôn. Rồi mình đi tiếp nha. Dưới này thì Mazda 3 nè, tiền đã bán rồi ha. Dưới này là XL7 số sàn, cũng đã có khách nhận cọc rồi ha. Mình qua bên đây luôn nha các anh chị nha. Dưới kia là Eco số sàn 2019 nè, bán tải nhận cọc rồi nè. Chiếc này Etiga. Etiga này tiền cũng đã bán luôn rồi. Etiga các anh chị thấy là bên Tiền đang đậu những chiếc ở đây khoảng 2-3 xe ở đây là, nhưng mà bán hết rồi, có khách nhận cọc hết rồi. Còn có chiếc Etiga ở phía trước thôi, các anh chị nào mà thích thì nhanh tay sở hữu nha. Rồi chiếc này nha, Innova số sàn đời 2006, đi 146.000 km rồi. Bên Tiền đang bán với giá là 238 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu đen các anh chị ha. Màu đen, nội thất màu kem, ghế da trần nguyên bản, có màn hình ốp trần ha. Sàn thì sàn simili, có táp bi sàn ở trên. Anh chủ có trang bị cho mình một cái camera hành trình nữa các anh chị. Đó, bữa giờ các anh chị nào mà đang còn tìm mua một chiếc xe 7 chỗ giá lanh hoanh 200-250 triệu thì không thể bỏ qua chiếc xe này ha. Thường thì bên Tiền là chuyên về xe lướt các anh chị. Đa số là xe lướt, ít khi nào mà lấy một chiếc xe mà đời mà sâu sâu như thế lắm. Trừ khi chất xe phải nói là cực kỳ đẹp thì mới lấy về, tại thường mà xe mà đời thấp thì chất xe nát lắm các anh chị, nên là bên Tiền không có thu được, nên là không có xe ra. Riêng chiếc xe đó thì thấy chất xe rất là đẹp nên là bên Tiền mới thu đó. Rồi chiếc này nha, một chiếc xe 9 chỗ Hyundai Starrett máy dầu số sàn đời 2016 nha, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nè. Chiếc này thì bên Tiền đang bán với giá là 598 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Bữa giờ các anh chị nào mà đang cần tìm mua một chiếc xe 9 chỗ thì không thể bỏ qua chiếc xe này ha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu màu bạc các anh chị ha. Hai bên là cửa lùa nha các anh chị nha. Cửa lùa zin theo xe, không phải cửa lùa điện ha. Ghế thì ghế da, sàn thì sàn simili, trần thì trần 5D các anh chị. Cái dòng này thì hiện tại á, xe mới là ngừng sản xuất rồi, không có nữa các anh chị. Thị trường xe cũ thì chỉ còn lác đác vài xe thôi, cho nên là nếu mà các chị nào mà đã ưng rồi thì mình nhanh tay mình sở hữu nha. Rồi chiếc này để Tiền xem, Isuzu MU-X, chiếc này Tiền đã nhận cọc rồi nè. Chiếc này Tiền cũng bán luôn rồi ha. Đó, Isuzu bên Tiền về chiếc nào thì bán rất là nhanh chiếc đó, nên là
Tiện chỉ còn có một chiếc 2020 mới về thôi. Các anh chị nào mình mà đã ưng rồi, đã thích rồi thì mình tranh thủ ha. Rồi thì nãy giờ Tiện cũng đã tổng hợp lại được hết cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ, 7 chỗ bán tải hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tiền rồi nha. Nếu như mà các anh chị nào mà thích chiếc nào thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình, Phú Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì nếu mà các anh chị nào mà đã xem cái video của Tiền ngày hôm nay mà chưa thích một chiếc xe nào đó, chưa có ưng ý, chưa có một dòng xe mà các anh chị lựa chọn á, thì có thể là ấn vào biểu tượng chuông bên dưới đi, để những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về nè thì Tiền đăng lên, thì các anh chị là người đầu tiên có được thông tin ha. Và hiện tại bên Tiền cũng đang chuẩn bị về thêm rất là nhiều cái dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ khác nhau, rất là hot luôn. Nếu như mà các anh chị cần tìm mua một chiếc xe như thế nào thì cứ liên hệ với Tiền, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tiền ha. Đừng quên cho Tiền xin một like và một lượt đăng ký ha, để những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.